Hello, xin được chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Khoa Lai ẩm thực của mình. Thì hôm nay thì mình muốn giới thiệu đến cho các bạn là cái chỗ làm của mình và những dụng cụ để mình phục vụ cho những cái tiệc ở trong khách sạn. Đây. Đó, đây là cái bếp tiệc này. Bếp tiệc của khách sạn đó. Cái bếp tiệc này là quy mô là khoảng 800 khách nha các bạn. Mình đã từng làm những cái tiệc là 800 khách thì cũng trong cái khu vực này thôi. Đây là những cái họng ga để mình nấu này, đó. Và mình sử dụng cái chảo này. Cái chảo này thì mình sử dụng cho khoảng 80 người ăn á. Một lần xào được khoảng 80 người ăn. Còn bên đây là về cái phần lò nướng. Thì cái lò nướng này đó là mình sử dụng để nướng gà và nướng vịt nha các bạn. Mình nướng bằng lửa ga. Nhưng mà ở dưới đó, thì nó có những cái viên đá đó. Nó đặt ở dưới đó. Là nó đốt lên nó nóng cái hòn đá thì nó lấy cái lửa đó nó lên để nó nướng cái gà với lại vịt. Ngon lắm nha các bạn. Đó. Đó. Đó, nó sử dụng hệ thống ga hết. Trong đây thì không có được sử dụng mấy cái than củi nha các bạn. Khói chịu không được đâu. Và tiếp đến á, thì theo cái chiều dài này thì mình chưa đến thì mình có cái lò hấp. Đó. Là có hai họng lò hấp. Là mình để những cái sửng lên và mình hấp hấp đồ ăn ha. Và tiếp theo thì mình có bốn cái họng ga để mình nấu sốt. Phần bên đây là nấu sốt với lại súp. Đó, mình cần những cái họng ga này đó. Đó, đây còn hai cái nữa nè, đó. Để nấu sốt với súp nha các bạn. Rồi, qua cái phần bên đây nè. Bên đây mình cũng có thêm mấy cái sáu cái họng ga nữa. Là cũng để nấu tại vì nhiều khi á mình đụng mà ba bốn cái tiệc mà nó dồn vô nó ăn một lúc á thì mình phải có nhiều cái lò để mình nấu mới được mới kịp nha các bạn. Còn nếu mà ít lò quá thì nấu đâu có kịp đâu. Đó, nó có những họng gà đó. Còn đây là cái salamander. Thì cái salamander này á, là mình sử dụng là mình lấy cái lửa trên. Mình cần mà lấy cái mặt vàng đẹp là mình lấy cái lửa trên để cho nó vàng đẹp. Còn cái này là cái hot chiller. Cái hot chiller này đó thì nó mình sử dụng để mình giữ nóng đồ ăn nha các bạn. Khi mình nấu xong thì mình giữ nóng. Và cái nhiệt độ mà giữ nóng của nó là khoảng 90 mấy độ nha các bạn. Nó cao lắm. Nó có thể giữ đến 90 mấy độ lận. Nó dành cho những cái tiệc mà mình đi ra ngoài đó, mình cần giữ nóng đồ ăn là mình đem theo cái tủ này nè để mình đựng. Còn bên đây thì mình sẽ có hai cái phần lò nướng. Đây, hai cái lò nướng nha. Đó. Đây, cái lò nướng này đã lắm nha. Nó có hai cái chế độ nè. Nướng và chế độ hấp. Nướng hấp đều được hết trơn á. Còn cái thằng ở giữa là nướng và hấp luôn, nó có chế độ nướng và hấp luôn. Còn bên đây là hấp, bên đây là nướng. Cái lò này thì mắc tiền lắm nha các bạn. Thì năm 2003 mà khi khách sạn nhập về đó là giá trị của nó là gần cả tỷ đồng nha các bạn. Mắc lắm. Một cái lò như vậy là cũng là 8-900 triệu đó. Mà cách đây mà mười mấy 20 năm á, mà giá đó là các bạn biết là cái giá trị nó mắc lắm. Và đây là cái nồi để mình dùng cho nấu cái đồ hầm.
Đó, mình hầm cà ri, hầm bò này nọ, bò hầm, bò lagu này nọ là mình dùng cho cái nồi này nè. Cái nồi này đó, nó có cái cần giống như cái ben, xe ben vậy các bạn. Đó, khi mình đạp cái đó thì nó sẽ nhổng lên. Đạp cái cần nó nhổng lên đó là nó hạ xuống, đạp nó hạ xuống nó cái cần này, đó. Cái lò này đã lắm. Sử dụng cho những món hầm là ngon lành luôn á. Rồi và đây là cũng còn còn hai cái nồi lớn như vậy nữa. Cái nồi này thì mình dùng để chiên nấu đồ ăn, nấu nước dùng nước tóc. Ví dụ như tiệc mà tiệc Á thì mình sẽ nấu nước tóc cho món Á. Còn món Tây thì mình sẽ nấu nước tóc cho món Tây. Và đặc biệt là mình hay nấu cái món sốt là demi-glace này các bạn. Tại vì cái món mà demi-glace là cái căn bản khi mà các bạn vào làm bếp á. Mà món Tây á thì người ta hay hỏi là cái cách mà nấu demi-glace. Khi các bạn đi phỏng vấn thì đa số người ta sẽ hỏi như vậy. Thì các bạn chỉ cần trả lời cho mình là sốt demi-glace đúng quy trình của nó, nấu 3 ngày. Ngày thứ nhất nấu xong qua ngày thứ hai nấu rồi ngày thứ ba thì mới là thành phẩm. Khi các bạn nấu xong thành phẩm của nó là nó có độ lền bền tự nhiên chứ không phải là mình dùng bột nha. Đó thì lúc đó là mới là thành phẩm đó. Đó đúng quy trình của nó là như vậy đó. Đó, mình sử dụng cái lò này mình nấu này đó. Rồi bên đây thì là còn một cái lò nướng nữa, nướng bánh, bánh mì, bánh gì đó đó. Rồi và cuối cùng thì mình cũng giới thiệu cho các bạn là cái máy rửa chén. Thì ở đây là mình sẽ không rửa tay nha các bạn, mình sử dụng máy không à. Mình sẽ bỏ vào những cái rất và mình đẩy qua thì máy nó sẽ tự sử dụng, nó tự rửa hết và nó làm sạch. Cái nhiệt độ mà xử lý á, là nó khoảng 90 mấy độ nha các bạn. 80 mấy 90 độ. Nó nóng lắm, nó xử lý sạch hết. Diệt khuẩn mà. Rửa xong là ngon lành luôn, thấy không? Chết hết vi khuẩn luôn. Đó, các bạn thấy không? Cái dĩa này đó. Sạch sẽ luôn ha. Đó. Ngon lành ha. Rồi, và một phần nữa là mình muốn giới thiệu cho các bạn là cái máy làm đá. Đây, đây là cái máy làm đá này. Ở đây là tất cả là đá là mình có đều có máy làm tự động nha. Mình làm hết chứ không có mua ở ngoài nha các bạn. Đó. Đó, này máy làm đá. Và cái nước này á, cái nguồn nước ở trong khách sạn là mình uống được luôn nha các bạn, khỏi cần phải xử lý luôn, là nước là nước sạch hết á, ta xử lý hết rồi uống được luôn ha. Và đây là những cái hình ảnh những món ăn mà mình đã từng phục vụ trong cái bếp tiệc cho khách đó. Thì mình cũng ghi hình lại và mình cũng chia sẻ lên đây cho các bạn tham khảo. Thì nếu mà có cơ hội thì mình cũng sẽ vào bếp để thực hiện một số món và chia sẻ lên để các bạn cùng giao lưu và các bạn cùng học hỏi nhau, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực làm bếp. Thì hy vọng rằng là những cái video mình chia sẻ lên thì cũng có ích cho các bạn cần đến. Thì mình cũng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thì nếu các bạn cảm thấy thích video thì cũng ủng hộ mình bằng một lượt like nha các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.